Tỷ phú Hoàng Kiều khẳng định chia tay Ngọc Trinh vì cô bắt cá hai tay. Mạng xã hội đang chia sẻ nhiều video ghi lại cuộc phỏng vấn mới đây của tỷ phú Hoàng Kiều liên quan đến mối tình ồn ào với Ngọc Trinh. Theo đó, MC chương trình đặt câu hỏi có hay không chuyện Ngọc Trinh bắt cá hai tay trong thời gian yêu ong như đồn đoán của khán giả. Lúc này Hoàng Kiều đề nghị MC không nhắc tới tên Ngọc Trinh mà chỉ gọi là nàng đó và xác nhận chuyện tình đổ vỡ do sự chồng chéo các mối tình của bạn gái. Bởi vậy tôi mới bỏ đó, tôi biết khi người đó đến với mình, ai cũng chửi tôi đè vô mà chửi, yêu cũng chửi, không yêu cũng chửi, bỏ rồi cũng chửi, chửi tùm lum, Hoàng Kiều tiết lộ. Ngoài ra, tỷ phú Hoàng Kiều khẳng định chính ông là người chủ động chia tay Ngọc Trinh, chứ không phải từ phía nữ hoàng nội y. Đại gia cũng nhấn mạnh ông từng muốn có hai đứa con với Ngọc Trinh vì nghĩ tới một mối quan hệ lâu dài. Tôi đã rất vui vì có một người tình, tôi muốn có người tình chứ. Tôi vẫn muốn sinh hai đứa con với Trinh chứ. Nói như vậy để anh biết tôi mới bỏ đó, Hoàng Kiều nói thêm. Trước đó, trong dịp sinh nhật, tuổi 29 Ngọc Trinh khoe căn phòng lãng mạn, ngập tràn sắc hồng được bạn trai mới tặng. Cô xúc động cho biết khi bước vào căn phòng này mình đã khóc. Có lẽ anh biết dạo này mình thích màu hồng nên đã chịu khó làm cho mình một căn phòng hồng toàn tập. Tất cả những gì anh làm cũng chỉ muốn mình được thực sự vui vẻ và hạnh phúc nhất, điều mà chưa bao giờ mình có được trong 29 năm qua. Cảm ơn anh vì tất cả, một sinh nhật đáng nhớ và ý nghĩa nhất, khiến cho mình vui và xúc động nhất. Sau đó cô tiết lộ chuyện đã hẹn hò với bạn trai 2 năm. Tôi bắt đầu mối quan hệ này 2 năm trước, chỉ là muốn giữ bí mật. Đến bây giờ mới tiết lộ với công chúng, đây là tình yêu khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, được chiều chuộng nhất. Anh ấy tôn trọng và chăm sóc tôi một cách tỉ mỉ. Tôi bây giờ tự kiếm được tiền và độc lập về tài chính. Nhưng trong mắt anh, tôi lúc nào cũng như một công chúa nhỏ. Nói về sự chiều chuộng trong vật chất thì khó quá. Thôi bỏ qua phần này, nhưng tóm lại anh ấy làm hết mọi thứ cho tôi, chỉ cần làm cho tôi vui, cái gì anh ấy cũng làm, tình yêu này có sự trân trọng, chăm sóc tỉ mỉ từng chút một, đó là lý do tôi yêu anh sâu đậm. Chia sẻ này khiến cho người hâm mộ phát hiện thời gian này, trùng với khoảng thời gian cô ở bên cạnh tỷ phú Hoàng Kiều, họ đặt nghi vấn Ngọc Trinh đã bắt cá hai tay. Mối quan hệ chàng 72, nàng 27 của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều bắt đầu chóng vách ngay từ buổi đầu tiên gặp gỡ hồi tháng 11 năm 2016 và bất ngờ kết thúc vào ngày 23 tháng 1 năm 2017. Lúc ấy, giải thích lý do chia tay, vị tỷ phú sinh năm 1944 cho biết, mặc dù tôi đã công khai tình cảm của mình dành cho cô ấy với ý định gắn kết lâu dài, để cô ấy ở bên tôi cho đến hết cuộc đời. Thế nhưng Ngọc Trinh lại chỉ có mục đích xây dựng một mối quan hệ ngắn ngủi và định kỳ như chia sẻ của cô ấy trên Instagram. Cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi. Ở đâu? Showbiz Việt đang chấn động trước thông tin Hoàng Kiều và Ngọc Trinh đã đường ai nấy đi. Sau 60 ngày yêu, hiện nữ hoàng nội y đang làm gì, ở đâu? Đang là câu hỏi được dư luận quan tâm. Dư luận đang xôn xao trước tuyên bố sốc của tỷ phú gốc Việt giàu nhất thế giới Hoàng Kiều về việc ông và Ngọc Trinh đã chính thức chia tay. Thông tin được ông đăng tải trên trang cá nhân khiến cho ai cũng bất ngờ, vì trước đó có vài giờ cặp đôi còn đăng ảnh mặn nồng tại sân bay ở Mỹ. Trong bài chia sẻ của mình trên trang cá nhân, tỷ phú người Việt này đã viết: "Chuyện tình giữa tôi và Ngọc Trinh đã kết thúc, tôi đã dành cả tình yêu của mình cho cô ấy, với ý định muốn được gắn bó lâu dài và dành phần đời còn lại của mình để yêu cô ấy. Mặt khác, Ngọc Trinh chỉ muốn có một cuộc tình ngắn và tạm thời, điều mà trước đó cô ấy đã viết trên Instagram của mình. Do vậy, cô ấy không xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi." Thông tin khiến dư luận hoang mang bởi cặp đôi, ông 72, cháu 27, thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật bên nhau. Cũng như vị tỷ phú từng tuyên bố, trong các cuộc tình chưa ai yêu ông nhiều như Ngọc Trinh, thậm chí cả hai còn dự định sẽ có một đám cưới hạnh phúc trong tương lai. Về phần Ngọc Trinh, trước tin buồn, cô chọn cách im lặng. Vài giờ sau đó, chân dài Trà Vinh bất ngờ khóa trang cá nhân. Dường như nữ hoàng nội y muốn được tịnh tâm trong khoảng thời gian dư luận đang bàn tán khá nhiều về chuyện tình cảm cá nhân của mình. Trước đó, sau buổi đấu giá sim thất bại, Ngọc Trinh về quê phát gạo và quà cho bà con nghèo, chuẩn bị đón Tết ở Trà Vinh. Xong việc, cô cất chuyến bay sang Mỹ để cùng bạn trai tỷ phú đón Tết cổ truyền. Tuy nhiên, tin buồn ập đến, chuyện tình 60 ngày kết thúc quá nhanh và bất ngờ khiến cho nhiều người chưa tin đó là sự thật. Được biết, sau phát ngôn của Hoàng Kiều, Ngọc Trinh vẫn đang ở Mỹ. Cô cũng xóa hết các hình ảnh thời mặn nồng với Hoàng Kiều trên trang cá nhân. Các khoảnh khắc bên con dâu và cháu của thình cũ, cô vẫn giữ lại. Dù chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào, song các hành động của Ngọc Trinh cũng phần nào nói lên chuyện tình của cô và bạn trai 72 tuổi đã thực sự đổ vỡ. Thông qua trang Instagram cá nhân, mọi người bất ngờ khi thấy điều cuối cùng của chân dài Trà Vinh làm cho bạn trai là tập nấu lẩu. Theo đó, để phục vụ người yêu 72 tuổi, Ngọc Trinh đã học cách nấu lẩu và được ông khen: "Em yêu anh, đã biết nấu lẩu rồi."
Đoạn clip ngắn do Ngọc Trinh ghi lại cũng nhận được 50.000 lượt xem và hàng nghìn bình luận khen ngợi về độ lãng mạn của cặp đôi trên tuổi này. Về phía những người thân cận nhất của Ngọc Trinh là con dâu Hoàng Kiều và Vũ Khắc Tiệp đều không có bất kỳ động thái hay chia sẻ về chuyện tình ái của cặp đôi. Trong khi Lan Phương đăng tải ảnh trạng trở ở Hawaii, Mỹ, thì Vũ Khắc Tiệp lại tự nhớ ngày mất của Võ Thị Sáu tại côn đảo Vũng Tàu.